Trên điện thoại iPhone có một tính năng khá là hay, đó là tính năng Face ID. Hiện tại ở trên những cái dòng iPhone đời mới từ iPhone X trở lên đã có tính năng Face ID rồi. Vậy thì có thể là các bạn đã quen thuộc rồi, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều bạn chưa biết cách bật cái tính năng Face ID ở trên điện thoại iPhone, tức là tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật tính năng này và các bạn có thể thêm mới hoặc là thay đổi Face ID ở trên điện thoại iPhone nhé. Rồi, đối với các bạn mà trên các đời máy có Face ID nhé, mà các bạn chưa cài đặt Face ID, khi các bạn mở khóa ở ngoài màn hình ý, thì các bạn sẽ không thấy nó hiển thị Face ID và các bạn chỉ việc vuốt lên để các bạn nhập cái mật khẩu mở khóa thôi. Ngoài ra thì chưa có Face ID nhé. Thì bây giờ các bạn hãy làm theo các bước của mình để các bạn có thể cài đặt Face ID nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình cái mục cài đặt của máy này. Các bạn chọn vào mục cài đặt của máy. Tiếp theo các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là Face ID và mật mã nhé. Ở đây thì mình cũng đã nói rồi, có một vài trường hợp các bạn không có cái mục Face ID và mật mã ở đây, thì các bạn hãy vào cho mình cái phần là thời gian sử dụng nhé. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là đây này, bật giới hạn này. Đấy, các bạn sẽ nhìn đến cái phần là Face ID và mật mã này này. Đấy, thay đổi mật mã này, ví dụ như bạn nào mà hiển thị đang chọn là không cho phép ở đây, ví dụ mình quay lại nhé. Đấy, thay đổi mật mã này, các bạn chọn không cho phép thì các bạn hãy chuyển ngay lại cái phần là cho phép thì nó mới có cái phần là Face ID và mật mã nhé. Rồi các bạn sẽ quay trở ra, tiếp tục các bạn vào cho mình cái phần là Face ID và mật mã này. Đấy, nó vừa hiện ra này. Rồi, tại đây thì các bạn hãy nhập cho mình cái mật khẩu để truy cập vào nhé. Rồi, mình chọn mật khẩu vào và đó, đây chính là bên trong phần Face ID và mật mã. Nếu bạn nào mà đã có Face ID và mật mã rồi, các bạn đã từng sử dụng rồi thì nó sẽ hiển thị ở phía dưới này. Bạn nào mà chưa sử dụng ý, thì nó sẽ hiển thị giống như mình đây, đó là cái phần là thiết lập Face ID. Thì các bạn sẽ click vào thôi. Đấy, đây cách thiết lập Face ID. Đó thì các bạn làm theo hướng dẫn thôi. Các bạn chọn cho mình là bắt đầu nhé. Đấy, các bạn chọn cho mình là bắt đầu này. Ok. Rồi, định vị khuôn mặt nhé. Các bạn có thể di chuyển chậm đầu của bạn để hoàn thành vòng tròn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đấy là xong cái bước đầu tiên nhé. Rồi, bước thứ hai nhé. Cái bước thứ hai này các bạn tiếp tục này. Đấy, các bạn làm theo hướng dẫn thôi. Các bạn di chuyển chậm đầu của bạn để thành vòng tròn này. Đấy, ok. Đấy, hoàn tất lần quét thứ hai. Đấy, Face ID đã được thiết lập, các bạn chọn xong này. Rồi, như vậy là bây giờ các bạn đã thiết lập xong cái phần Face ID. Và những cái cài đặt tiếp theo này, sử dụng Face ID cho này, tất nhiên là mở khóa màn hình iPhone rồi và tải các ứng dụng trên iTunes và App Store. Ví AirPlay thì bạn nào muốn bật thì bật, các bạn không bật thì các bạn tắt đi. Tự động điền mật khẩu này. Đấy, trên 7 các 7 ứng dụng nhé, của mình là 7 ứng dụng. Các bạn muốn mở khóa bằng Face ID cho các ứng dụng nào thì các bạn sẽ chọn vào, các bạn chọn vào tùy chọn, ví dụ như mình mở các 7 ứng dụng này. Đấy, hoặc là các bạn có thể thêm các ứng dụng khác vào nhé. Rồi thì trong cái phần chú ý này, các bạn sẽ bật lên cho mình cái phần là yêu cầu chú ý cho Face ID, thì để đảm bảo cái phần bảo mật là chính bạn đang là sử dụng iPhone, tức là khi các bạn mở khóa các bạn luôn luôn cần phải nhìn vào cái phần là Face ID thì mới được nhé, các bạn quay đi là không được. Rồi, tính năng nhận biết sự chú ý thì iPhone sẽ kiểm tra sự chú ý khi nạp túi màn hình. Đấy, thì các bạn bật lên cho mình đi. Rồi, đấy thì toàn bộ đó là cơ bản để các bạn thiết lập cái phần Face ID. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ quay trở ra này, các bạn sẽ khóa màn hình bằng đây, các bạn khóa màn hình nhé. Đấy, thì bây giờ các bạn mở lên. Đấy, mở bằng Face ID này, các bạn nhìn chưa, mở nhá. Đây, đấy, Face ID mở luôn, các bạn nhìn chưa. Đấy, thì đó là cái phần bật Face ID và thiết lập Face ID cho những các bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể tham khảo cái video này nhé. Đó là toàn bộ các bước để các bạn có thể bật Face ID cũng như là thay đổi hoặc là thêm mới Face ID ở trên điện thoại iPhone. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ cho mình một like và bình luận phía dưới phần video để mình được biết nhé. Và bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, vẫn như bình thường các bạn cho mình một nút đăng ký ủng hộ và nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.